Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học cái bài đầu tiên của chương trình After Effects. Ở đây thì mình cài bản mới nhất là bản CC 2020. Đấy, thì cái này thì phụ thuộc vào máy các bạn. Nếu như máy của chúng ta cấu hình tốt thì chúng ta có thể cài những phiên bản cao. Còn nếu các bạn máy yếu thì chúng ta có thể cài phiên bản thấp hơn. Đấy, phiên bản thấp hơn thì cứ mỗi một năm nó ra một phiên bản. Đấy, các bạn cứ lùi xuống thôi, nếu mà máy vừa vừa thì cài CC 2015 thôi. Còn những cái bản CC 2020 này nó khá là nặng và nó yêu cầu cái cấu hình tối thiểu rất là cao. Ví dụ như máy mình chip Core i7, RAM là 16GB và card màn hình K3100 là cũng nói chung cũng vừa để chạy thôi, chứ cũng không phải là quá nhanh. Đấy, nhưng mà nói chung cơ bản máy mình vẫn là chạy được. Còn nếu mà máy các bạn cấu hình thấp hơn thì có thể cài bản thấp hơn. Đấy, thì tùy theo cái máy để chúng ta cài chương trình. Cái phần cài chương trình thì tôi sẽ hướng dẫn ở một cái video khác. Đấy, giới thiệu sơ qua các bạn một chút cái chương trình After Effects này. Chương trình After Effects là một chương trình chuyên để làm phim video và làm quảng cáo truyền hình, rồi làm phim hoạt hình. Nói chung là nó cơ bản nó là một chương trình rất là mạnh, chuyên về làm về chuyển động, làm về các hiệu ứng. Đây, ở đây thì tôi có một cái nhóm của lớp, thì các bạn đăng nhập vào cái nhóm này. Trong nhóm After Effects này thì chúng ta có khá là nhiều cái tôi đăng khá là nhiều những cái tư liệu, các cái trang web chuyên về ảnh chất lượng cao, các cái nguồn về âm thanh tiếng động thì tôi cũng đã đăng rất là nhiều trong nhóm này. Thì các bạn xin nhập nhóm này thì tôi sẽ cho các bạn vào nhé. Thế thì khi vào cái nhóm này thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ có đây, ví dụ tôi có một số những cái sản phẩm hay của các cái nơi tôi có thể có về cho các bạn xem tham khảo. Đấy, thì các bạn cứ next xuống phía dưới này thì chúng ta sẽ có đây, ví dụ như là cái này là hạt bụi. Đấy, ví dụ như đây ảnh chất lượng cao free này chẳng hạn. Đấy, thế thì chúng ta cứ vào đây và chúng ta sẽ lấy nó ra nhé. Đấy, thì trong này tôi đăng rất là nhiều, chúng ta cứ kéo xuống phía dưới thôi. Đây, tiếng động này. Đấy, đây là plugin này, thì chúng ta cứ vào đây chúng ta kéo xuống. Đấy, và một cái thứ hai các bạn nên vào đó là cái trang, đó là trang video2.net này. Đây là một cái trang rất là mạnh, chuyên về project. Đấy, các project người ta đăng lên đây để bán, nhưng mà chúng ta cũng có vào để chúng ta xem thôi. Chúng ta cứ kích vào đây này. Đấy, đấy, hoặc các bạn kích hẳn vào. Đấy thì nó sẽ ra cái video mẫu cho các bạn. Đấy, thì các bạn có thể download cái preview về. Đấy, chúng ta có thể bấm chúng ta xem như thế này nha. Đấy, thì xem cái cách người ta làm. Thì ở đây nó rất là nhiều video, thì các bạn cứ vào đây và chúng ta đánh tìm kiếm đây. Chúng ta muốn tìm kiếm thể loại gì thì chúng ta cứ đánh vào bằng tiếng Anh thì nó sẽ ra rất là nhiều. Ví dụ tôi vào typographic chẳng hạn. Đấy, thì nó ra tất cả những cái project chuyên về chữ này. Đấy, typo. Đấy, thì từng chủ đề chúng ta sẽ đánh vào. Thì các bạn nên vào trang này và xem rất là nhiều để chúng ta có những ý tưởng. Đấy. Và tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một cái kênh của trung tâm, đó là trung tâm tin học VTNU đấy ạ. Đấy, logo này màu vàng. Đấy, thì các bạn vào cái kênh này thì tôi có đăng rất là nhiều các cái thủ thuật ở trong này, các thể loại ví dụ như Photoshop, ví dụ Illustrator, 3D Max và After Effects, AutoCAD chẳng hạn. Thì tôi có đăng ở đây thì các bạn có thể vào YouTube và gõ trung tâm tin học VTNU thì chúng ta vào cái này. Và hệ thống bài tập của After Effects tôi cũng sẽ up hết lên kênh này để các bạn
xem và các bạn làm nha, chất lượng nó sẽ tốt hơn. Đấy. Thì đấy là những cái sơ sơ thì chúng ta chú ý. Tiếp theo đi vào cái đây, cái chương trình After Effects thì mỗi một năm nó sẽ ra một phiên bản. Đấy, thông thường là nó sẽ ra trước 1-2 tháng, hoặc tháng 11 thì lại là bắt đầu nó ra cái phiên bản của năm sau. Ví dụ phiên bản 2020 thì nó phải ra từ tháng 11 năm 2019. Đấy, thì bao giờ nó ra sớm hơn một chút. Đấy, thì phiên bản này thì khá là mới rồi. Đầu tiên tôi sẽ sơ qua một chút về cái giao diện của cái thằng After Effects. Đấy, giao diện của After Effects thì nó có những phần như sau. Thứ nhất là ở đây chúng ta có một cái menu ở phía trên này. Menu thì tất nhiên nó ở trong nó có rất là nhiều những lệnh. Thì chúng ta có thể vào đây. Đấy, vào đây để chúng ta tìm các cái lệnh của chúng ta. Đó. Thì file là quản lý về file này, edit là những lệnh chỉnh sửa, composition là quản lý về con. Thì các bạn phải làm quen một cái từ mà rất thông dụng ở trong chương trình After Effects, đó là con. Bình thường ở các chương trình khác thì nó sẽ gọi là trang giấy, Photoshop là tạo trang giấy, nó Illustrator là tạo trang giấy. Thì ở After Effects nó là tạo một con mới. Con thì nó sẽ có dòng thời gian để nó để chúng ta làm chuyển động ở trong đấy, nên nó sẽ gọi là com, và tiếng viết đầy đủ của nó đó là composition, và chúng ta thường chỉ gói gọn vào từ con thôi. Đấy, thì chúng ta vào thẻ com đây, layer này, effect là những lệnh hiệu ứng, animation là các cái hiệu ứng chuyển động, các lệnh về chuyển động, view là hiển thị. Đấy. Window là các cửa sổ mở trên chúng ta đây, help là phần học tập rồi các thứ, các bạn có thể vào đây các bạn xem nha. Phía dưới này thì chúng ta có một cái thanh gọi là thanh công cụ, hay còn gọi là thanh điều khiển, thì chúng ta có phía trên này. Cái thanh này thì tí tôi sẽ nói cụ thể hơn nha. Và tiếp theo chúng ta xuống phía dưới này, chúng ta có một cái cửa sổ người ta gọi là cửa sổ bố jack. Cái cửa sổ này chúng ta có thể tắt bật được bằng cách là các bạn vào cho tôi cái phần Windows ở đây. Đấy, vào phần Windows này. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái cửa sổ bố jack đây. Đấy. Và phím tắt của nó là Ctrl với số 0 nhé. Ctrl 0. Ừ. Chứ không phải O đâu ạ. Ctrl 0 đấy ạ. Thì các bạn phải nhớ cái phím tắt này. Đây là một phím tắt rất quan trọng vì chúng ta thường xuyên sẽ phải sử dụng phím Ctrl 0 để mở cái thẻ này ra. Phải có những cái lúc mà nó ẩn nó đi. Đó, và lúc mà chúng ta kéo vai vào thì chúng ta lại quên chưa kích vào nó thì nó ẩn đi mất rồi, thì chúng ta phải nhấn Ctrl 0 để hiện nó ra, chúng ta thả file vào thì nó mới thuận tiện. Đấy, thì các bạn nhớ cho tôi nha. Trong trường hợp đây kích vào đây thì nó tắt, nó mất cái cửa sổ đi. Đấy, các bạn lại vào Windows và chúng ta bật nó ra. Đấy, không có vấn đề gì cả. Đó. Thì trong cái cửa sổ project này thì nó sẽ có hai phần, một phần ở phía trên này. Đấy, và một phần ở phía dưới này. Đấy. Phần ở phía trên này là phần hiển thị file, phần phía dưới là chứa đựng file, thì chúng ta có thể gọi file vào đây. Thì để gọi file thì chúng ta sẽ làm như sau ạ. Có mấy cách như sau. Các bạn có thể vào file này. Chúng ta vào import có nghĩa là đưa file vào, thì các bạn đây vào lệnh Ctrl Y ngắn đây, thì chúng ta tạo một cái đường dẫn. Đấy, ví dụ tôi gọi một cái file như này chẳng hạn. Đây, tôi gọi một cái file như này. Đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ gọi được một cái file ảnh vào đây. Đây là phần hiển thị của nó. Để chúng ta kích vào chúng ta xem nó là cái gì, đúng không ạ? Thì ở cái import này chúng ta có thể import những cái gì vào đây. Chúng ta có thể import ảnh, chúng ta có thể import file nguồn âm thanh, import âm thanh vào. Chúng ta có thể import video vào. Video là MP4 nhé. Đấy. Chúng ta có thể import một file After Effects vào đây. Đấy, chúng ta có thể import một file Illustrator vào đây và file Photoshop vào đây. Nói chung tất cả chúng ta có thể import hết vào đây. Và đây nó chỉ là một cái chỗ để chứa đựng những cái file nguồn để chúng ta làm việc thôi nhé. Đấy. Nhưng các bạn import bao nhiêu vào cũng được. Đấy, thì cái đấy là do cái nhu cầu của chúng ta. Và nó sẽ không hiển thị ở trong file của chúng ta khi chúng ta xuất ra. Đấy, nó chỉ là một cái chỗ để chúng ta chứa đựng file thôi. Đấy, thì cái phần chú ý nữa ở cái bảng project này thì chúng ta có cái gì nữa?
xuống phía dưới này, chúng ta sẽ có một cái create a new folder. Thì đây là tạo những cái folder. Ví dụ các bạn muốn tạo folder này, folder ảnh chẳng hạn, thì chúng ta gõ cho tôi ảnh vào đây chẳng hạn. Đấy, các bạn muốn đổi tên thì chúng ta chuột phải vào, chúng ta vào gname đây, thì chúng ta có thể đổi tên được folder. Chúng ta tạo các folder để chúng ta kéo thả những cái đối tượng chúng ta vào, lúc nào cần thì hãy sổ ra để lấy nó. Đấy, thì các bạn có thể tạo những cái folder như thế này, ví dụ như là âm thanh chẳng hạn. Âm thanh. Đấy, chúng ta có thể viết có dấu hoặc không dấu thì tùy, đều được cả, nó đều nhận hết. Chúng ta có thể tạo một folder là video. Video như này. Đấy, thì chúng ta tạo ra những cái folder như này, tạo ra những cái folder để chúng ta đưa các cái file nguồn chúng ta vào trong folder thì nó sẽ gọn gàng hơn. Thì đấy là cái phần tạo folder. Các bạn muốn nó rời ra khỏi folder thì cứ cầm kéo thả thôi nhé, cầm kéo gấp ra ngoài như này thì nó sẽ ra ngoài, cầm kéo gấp vào trong thì nó vào trong. Đấy, thì có thể xóa được folder đi. Chúng ta có một cái cách mở file khác, đó là các bạn kích đúp vào cho tôi phần trống này. Đấy, thì chúng ta có thể mở file được như này. Ok chưa? Đấy, có thể import file. Đấy, các bạn chỉ cần kích đúp vào đây, không cần phải vào lệnh Ctrl Y như thế này nữa nhé, không cần phải vào đây, mà chúng ta kích đúp vào phần trống này thì chúng ta cũng có thể mở được file. Và có một cách khác thì các bạn vào My Computer này, vào My Computer như này chẳng hạn. Đấy, vào My Computer này, ví dụ như thế này. Đấy, thì chúng ta có thể kéo và chúng ta thả vào cái chương trình After Effects của chúng ta như này. Đấy, ok chưa? Đấy, thì chúng ta làm như thế nào cũng được nhé. Đấy, có 3 cách để chúng ta đưa file vào. Đấy, thì đấy là đưa file vào. Đấy, thì các bạn ghi các cái phần này vào nhé. Có 3 cách để chúng ta đưa cái file nguồn vào. Một là các bạn vào import Ctrl Y, hai là kích vào đây, ba là gấp thả vào. Đấy. Và tiếp theo đó là phần tạo folder, đúng không ạ? Các bạn ghi cho tôi từng phần vào trong giấy, trong vở nhé. Chứ chúng ta không nghe để đấy, nghe để đấy thì sẽ không ấy được đâu ạ, sẽ không nhớ được đâu, mà chúng ta phải ghi vào. Tiếp tục này, chúng ta có một cái phần tiếp theo, đó là tạo một cái comp. Đây các bạn này, có một cái biểu tượng đây, các bạn vào create a new composition này. Đấy, một là các bạn bấm vào đây, hai là các bạn vào composition, các bạn vào new composition, phím tắt là Ctrl N nha, thì nó đều như nhau thôi ạ. Đây, khi vào đây thì các bạn sẽ có tên con, các bạn tùy đánh vào theo mục đích của chúng ta. Cái này thì không có vấn đề gì. Ở đây thì chúng ta có ba cái thẻ này, thì các bạn chọn cho tôi vào basic này nhé. Đấy, thì chúng ta cài đặt cơ bản. Chúng ta sẽ vào cái phần preset này, các bạn sổ ra thì chúng ta sẽ có các cái định dạng ở phía dưới này, có các định dạng. Thì ở đây các bạn phải chú ý cái gì. Đấy, ví dụ ở đây chúng ta sẽ có hai cái hệ phát sóng, đó là hệ NTSC này. Đấy, và một cái hệ nữa là hệ PAN này. Đấy, đây là hai cái hệ phát sóng nhé, thì chúng ta cần chú ý. Đấy, nó còn có một cái phần nữa là phần web này. Đấy, nhưng mà để phát sóng truyền hình thì chúng ta thường là sử dụng một trong hai cái hệ này. Đấy, thì nước chúng ta sẽ sử dụng hệ PAN. Thì cái này là công nghệ phát sóng thì tùy từng nước họ đầu tư theo công nghệ nào, thì chúng ta phải làm phù hợp với công nghệ đấy thì chúng ta mới phát sóng truyền hình được. Còn nếu mà các bạn mà làm để đăng YouTube, làm để đăng Facebook hay làm để đăng website thì cũng không nhất
thiết, không quan trọng lắm những cái thứ này. Đấy, nếu mà chúng ta làm để phát sóng truyền hình thì ta mới quan tâm này. À, thì đây là hệ phát sóng ạ. Còn à, chúng ta sẽ có ba cái số frame khác nhau. Đấy, theo từng chất lượng. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có 23,976 hình trên giây, hay là gọi là frame trên giây ạ. Chúng ta có 25 hình trên giây, chúng ta có 29,97 hình trên giây. Gần 30 hình, đúng không? Cái này là 24 hình, cái này là 25 hình. Thì nước chúng ta sử dụng cái 25 hình này nhé. Đấy, nước chúng ta hệ phát sóng sử dụng 25 hình thì tùy các bạn. Theo mục đích của các bạn. Các bạn muốn nó mượt hơn thì các bạn làm 29, nếu mà các bạn không làm phát sóng truyền hình thì chúng ta cái đấy là tùy chọn thôi, nhưng tất nhiên là 24 25 hình là rất là tốt rồi. Đó, hình ảnh nó mượt lắm rồi, cho nên chúng ta không nhất thiết là phải sử dụng những cái nó nhiều frame hơn. Tất nhiên nhiều frame thì nó nặng hơn, hình nó sẽ mượt hơn. Đấy thì đấy là cái hệ phát sóng và số frame, thì chúng ta có ba loại frame thế, nhưng thông thường chúng ta sử dụng cái 25 frame này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái khổ. Cái khổ thì ngày xưa thì chúng ta có cái khổ SD. Khổ SD bây giờ thì cũng gần như không không ai sử dụng nữa rồi. Đấy, khổ SD thì nó chất lượng nó khá là kém, nên là chúng ta cũng không không sử dụng khổ SD nữa. Đây, cái khổ SD thì đấy, đấy khổ SD là 640 nhân 360. Đấy, cái màn hình của nó là hơi vuông vuông đấy. Đấy, cái giống cái tivi cổ ngày xưa đấy. Bây giờ thì cái tỷ lệ màn hình nó là tỷ lệ 16:9 thì nó cũng sẽ tỷ lệ nó khác rồi. Đó. Đấy thì đấy là khổ SD. Còn nếu mà các bạn mà thông thường thì bây giờ người ta hay sử dụng cái khổ HD đúng không ạ? Đấy, HD là 1280 nhân 720, thì đây chính là khổ HD. Đấy, thì chúng ta có SD này, chúng ta có HD. Thì SD chúng các bạn có thể gen để test thôi. Đó, gen để cho người của cho đối tác xem, thì chúng ta có thể gen SD thôi để cho chất lượng nó vừa phải, thì nó nhẹ thì gửi đi nó cũng sẽ tốt hơn. Đấy. Và thứ hai là cũng cũng không không chúng ta nếu mà để test để xem thì cũng không nên mà gen cái chất lượng tốt, bởi vì chúng ta gen nó cũng mất rất nhiều thời gian. Đó. Đấy, còn chưa kể một số những yếu tố khác nữa mà chúng ta cũng không nên giao cái sản phẩm tốt ngay từ đầu, đúng không? Đấy, cái đấy là do quy trình làm việc của dân thiết kế, cái đấy chắc các bạn cũng hiểu rồi. Đấy thì ở đây là chúng ta có cái khổ là khổ HD, đúng không? Khổ HD truyền hình chúng ta bây giờ đều phát sóng khổ HD đấy ạ. Tất nhiên là nó chưa có full HD, đúng không? Full HD chúng ta chỉ có xem phim trên mạng thôi, đúng không? Bằng đĩa thôi. Chứ còn phát sóng truyền hình thì chúng ta mới chỉ dừng lại ở cái truyền hình HD thôi. Đấy cũng là tốt rồi, đúng không? Và chúng ta còn có một khổ nữa, đó là khổ Full HD. Đấy, khổ Full HD thì chúng ta đấy, khổ Full HD. Khổ Full HD kích thước là 1920 nhân 1080. Những cái yếu tố này, những cái thông số này chắc các bạn cũng nghe rất là nhiều trong cuộc sống rồi đó. Đấy. 1920 1080. Đây là khổ Full HD ạ. Thì đây các bạn nhớ tôi là cái đơn vị nhé. Cái đơn vị tính ở trong After Effects thì bao giờ nó cũng sẽ tính là pixel. Pixel là điểm ảnh nhé. Thì những cái yếu tố nào thì sẽ tính bằng pixel. Những cái gì mà các bạn xem trực tiếp thì thông thường sẽ tính bằng pixel. Ví dụ như là người ta đăng lên website, người ta làm website thì đều tính bằng pixel. Đó, kể cả cái ảnh hay là cái sản phẩm đồ họa các bạn để các bạn đăng lên trên website thì các bạn sẽ thiết kế theo pixel, chứ chúng ta không thiết kế theo cm hay mm nhé. Thì khi phát sóng thì nó cũng thế thôi, nó đều tính bằng pixel chứ không tính bằng các đơn vị cm, mm. Ở đây chúng ta sẽ có thêm cái chất lượng nữa, đó là chất lượng
2K và chất lượng 4K. Cái này chắc là các bạn cũng nghe khá là nhiều đúng không? TV 4K thì chắc là nhiều bạn biết rồi. Đấy. Thì nhưng mà chắc chắn là truyền hình 4K thì ở Việt Nam thì cũng cũng ít được tiếp cận. 2K chúng ta cũng chưa tiếp cận. Đấy, thì 4K thì lại càng khủng khiếp đúng không? Nó cũng phải là thay đổi hoàn toàn cái công nghệ phát sóng, đúng không? Lưu lượng đường truyền tất cả mọi thứ chúng ta phải thay đổi hết thì chúng ta mới nâng cấp được cái này. Nên là chắc là cũng khá là lâu nữa thì Việt Nam mới mới có được cái truyền hình 4K. Chúng ta vẫn có thể download trên mạng về để xem phim 4K được, đúng không? Đấy, hoặc mua đầu 4K để chúng ta xem. Chất lượng của nó thì tất nhiên là rất là nét rồi, chúng ta không thể chê được. Nhưng mà làm 4K thì nó rất là nặng nha. Đấy thì chúng ta tùy theo mục đích công việc để chúng ta chọn cái định dạng, cái kích thước cho nó phù hợp. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái khổ có sẵn này, thì chúng ta có thể chọn ngay. Nếu mà các bạn chọn khổ HD thì chúng ta có thể đây chọn cho tôi là thằng HD TV này 720 25 frame đây. Thì nếu mà các bạn chọn khổ HD các bạn chọn ngay thằng này nhỉ. Còn nếu mà các bạn chọn khổ Full HD thì các bạn chọn cho tôi thằng 1080 25 frame đây. HD TV, các bạn nhớ cho tôi cái từ HD TV này. Ở đây cũng có HD TV đấy. Đấy. Đấy thì các bạn chọn ngay, và khi chọn như thế này thì nó có một thế mạnh gì? Tất cả những cái ở đây nó đã cài đặt sẵn cho chúng ta rồi. Chúng ta không phải làm gì thêm nữa cả. Thì đây là cái định dạng file mẫu rồi nhỉ. Thì các bạn cứ chọn như thế là xong. Ở phía dưới này chúng ta có thằng pixel aspect ratio này để các bạn sổ dưỡng các bạn. Đây nó có cái phía dưới này gọi là dạng fix, có nghĩa là khi các bạn chọn tan hay là NTSC là nó fix, nó không thể thay đổi được. Thì thông thường mặc định thì nó chọn square pixel, có nghĩa là cho phép sửa đổi file mở đấy ạ. Thì chúng ta nên chọn thằng này thì sau này các bạn có sửa đổi theo sang bất kỳ cái hệ gì thì chúng ta có thể sửa được nhé. Đấy, thì các bạn cứ chọn square pixel thôi ạ. Dưới này là số frame. Khi các bạn chọn trên này rồi thì đương nhiên frame đây không phải đánh nữa, nó vẫn hiện 25 frame đấy ạ. Nếu mà các bạn làm phim là hình, ví dụ tôi làm phim stop motion chẳng hạn. Đó, thì tôi làm có 12 frame thôi chứ tôi không làm với tận 25 frame như này. Đấy, ví dụ như là một cái đây, đây là cái kênh stop motion của tôi ạ. Đấy, các bạn có cái logo VT New stop motion màu đỏ đấy ạ. Đấy, thì các bạn có thể vào đây này, thì đây là cái kênh phim stop motion của tôi. Cái này làm thì tất nhiên là nó rất là kỳ công. Đấy, ví dụ đây, đấy. Đấy. Một cái phim như này ạ. Đấy, cái này thì phải chụp rất là nhiều ảnh đúng không? Và view và After Effects để chúng ta làm ra một cái như này rất là kỳ công. Đấy thì các bạn, nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể gõ stop motion VT new, hoặc các bạn gõ cái chữ VT new này nha. Đấy, gõ cái chữ VT new này. Đấy, thì nó sẽ ra ngay nha. Thì chúng ta có những sản phẩm này, các bạn vào các bạn có thể xem tham khảo. Đấy thì cái dạng phim hình này thì tôi chỉ làm 12 frame thôi. Đấy, tùy tùy từng loại, hay là các bạn làm các phim hình vẽ bằng giấy trên giấy chẳng hạn, chúng ta chỉ làm cỡ 12 frame hay 15 frame thôi, chứ chúng ta không làm nhiều, bởi vì làm nhiều nó tốn frame thì thời gian làm nó sẽ lâu hơn. Đó, các bạn sẽ phải làm nhiều cái bước chuyển động. Đấy. Thì thay vì ví dụ đây là 25 frame, các bạn phải vẽ ra 25 cái hình, thì làm 12 frame chúng ta chỉ làm có 12 cái hình thôi, nó khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? Thì đây các bạn xem một số video hình vẽ tay là nó hơi giật 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 đấy, thì đấy là cái đặc thù của cả cái chất đấy. Khi các bạn xem cái sản phẩm stop motion như này ạ, thì nó cũng hơi giật giật đấy. Nó không bao giờ nó mượt như là chúng ta xem một cái phim bình thường đấy. Bao giờ nó hơi giật nhưng mà nó giật ít thôi đấy, tùy theo số frame làm nhiều hay làm ít. Nếu làm mượt thì cái độ giật nó khá là ít. Do yêu cầu để chúng ta có những cái số frame cho nó phù hợp nhé. Rồi thì chúng ta xong được cái thằng frame này rồi. Phía dưới này chúng ta có phần resolution này.
Thì đây là độ phân giải, nó giống như ở trong Photoshop ấy, đúng không ạ? Thì nó cũng sẽ có cái độ phân giải. Đấy, thì ở đây độ phân giải thì nó lại hiện là full này, half, thick, quarter này. Đấy thì chúng ta có thể thông thường thì bao giờ mặc định sẽ chọn full rồi. Và khi mà chúng ta chọn full có nghĩa là chúng ta sẽ chọn đầy đủ cái kích thước ở trên này chúng ta đặt. Đấy. Còn nếu các bạn xuống một nấc thì nó đang là 1280 x 70, xuống một nấc thì nó xuống của SD. Đấy, nếu là đang full HD thì xuống HD. Đấy, đang HD thì xuống SD. Nên là chúng ta cứ để full thôi. Cái này thì không bao giờ chúng ta sửa đâu. Để làm gì? Bởi vì nếu mà chúng ta muốn chọn khổ thấp hơn thì chúng ta đánh luôn ở trên này, không việc gì xuống đây chúng hạ đây cả. Đấy thì cái phần này cứ để cho tôi là full. Đấy, chúng ta không 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 chọn xuống phía dưới này. Nếu mà trong trường hợp bị chọn nhầm thì chúng ta biết để chúng ta để lên full này. Đây là start time code, như là thời gian bắt đầu của cái đoạn project của chúng ta, của cái con này này. Đấy. Thì thời gian bắt đầu nó là từ 0 giây hay là không mấy giây thì chúng ta đánh ở đây. Đấy thì đây chúng ta sẽ có tích tắc này, chúng ta có giây này, chúng ta có phút này và chúng ta có giờ. Đấy. Thì tích tắc thì cứ 30 tích tắc đó, thì chúng ta sẽ được 1 giây. Đấy chúng ta 60 giây thì được 1 phút đúng không? Đấy chúng ta cứ tích tắc, giây, phút, giờ. Đấy. Và chúng ta có thằng duration này là thời gian độ dài của cái đoạn project đấy. Thì đây ví dụ tôi muốn làm project có độ dài là 30 giây thì tôi đánh 30 giây như thế này. Đấy thì nó sẽ là 30 giây độ dài project. Đây là background color là màu của nền. Nếu các bạn muốn chọn màu nền màu gì thì các bạn chọn thôi nhé. Ta chọn màu nền và chúng ta hoàn toàn sửa được, các bạn ok. Đấy, là các bạn sẽ có một cái com như này. Đấy, chúng ta sẽ có một cái com. Đấy, và cái com này thì nó sẽ hiển thị như này. Đấy, đấy, cái phần vừa xong chúng ta tạo được. Thì các bạn muốn sửa com, thì tôi không muốn màu này nữa, chúng ta hoàn toàn sửa được cái com này nhé. Thì các bạn lại vào phần composition này, các bạn vào composition setting đây, phím tắt là Ctrl K này. Đấy, vào composition này, composition setting này, phím tắt là Ctrl K này. Thì đây là để sửa com. Đấy, để sửa com ạ. Đấy thì chúng ta sẽ có cái bảng thông số như thế này. Các bạn muốn sửa bất kỳ thông số nào chúng ta cũng có thể sửa được nhé. Các bạn ok. Đấy thì chúng ta có thể sửa được com. Nên thì chúng ta hoàn toàn có thể sửa được hết ạ. Đấy các bạn xong được cái cửa sổ bố dây rồi. Đây chúng ta sẽ sang cái một cửa sổ tiếp theo, đó là cửa sổ composition. Cái cửa sổ này chính là cái cửa sổ để hiển thị đối tượng ạ. Đấy, chúng ta làm cái gì thì nó sẽ hiển thị lên đây ạ. Đấy. Đấy, chúng ta làm cái gì như thế nào thì nó sẽ hiển thị lên đây cho các bạn. Ok chưa? Đấy, thì đây chính là cái cửa sổ để hiển thị đối tượng. Cửa sổ để hiển thị đối tượng. Thì cái cửa sổ này chúng ta lấy ở đâu? Chúng ta cũng sẽ vào Windows. Tất cả những cái cửa sổ hiển thị ở trong cái phần mà các bạn nhìn thấy ở đây, kể cả những cái mà nó đã ẩn đi rồi, thì chúng ta đều vào đây. Cái gì có đánh dấu V đây này, nó đang được mở ra. Còn cái những cái mà không có dấu có nghĩa là nó đang đóng đi, đúng không? Thì khi nào cần thì chúng ta mở ra, còn không cần có thể để tắt nó đi để cho nó không rối quá. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái cửa sổ đây, cửa sổ composition đấy ạ. Cái tên con này thì nó sẽ thay đổi khi chúng ta đang chọn con nào thì nó sẽ hiển thị cái tên đấy. Nên cái tên này các bạn không để ý, các bạn chỉ cần nhìn cái từ đầu tiên này, composition. Đấy, có thể tắt nó đi này, nó mất. Ok chưa? Đấy lại có thể vào mở nó ra, composition này, mở nó ra. Đấy. Thì đây là cửa sổ hiển thị. Đấy. Cái cửa sổ hiển thị này nó có tác dụng gì để chúng ta nhìn được sản phẩm của chúng ta làm. Đó. Chúng ta muốn phóng to thu nhỏ này thì các bạn cuộn con trỏ chuột như này. Đấy, cuộn con trỏ chuột để chúng ta phóng to thu nhỏ nha. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có phần trăm hiển thị đấy. Các bạn muốn hiển thị bao nhiêu phần trăm thì chúng ta chọn đây cũng được. Đấy, chọn đây. Đấy, chọn đây. Còn nếu mà các bạn muốn nó vừa cái này thì các bạn chọn cho tôi thằng này. Fit. Đấy, các bạn chọn fit này nhé. Là nó vừa cái khung hiển thị của chúng ta đây.
Bởi vì cái khung này chúng ta có thể kéo to nhỏ được. Đây các bạn dí con trỏ chuột của chúng ta vào đây, chúng ta thấy cái gạch ngang đấy ạ, thì chúng ta có thể kéo xuống kéo lên như này mà. Đấy thì tất cả những khung này có thể điều chỉnh được hết như này. Đấy thì tùy cái mức độ của chúng ta để chúng ta điều chỉnh cho nó phù hợp. Đấy, luôn luôn điều chỉnh thay đổi trong quá trình chúng ta làm. Đấy. Và các bạn mà chọn ở đây mà chọn fit này thì cái khi các bạn kéo thì tự động cái thằng này nó sẽ to nhỏ theo. Đấy, tự động nó sẽ to nhỏ theo này. Đấy, thấy không? Tự động to nhỏ theo. Còn nếu các bạn không chọn chế độ đấy thì nó sẽ không thay đổi. Đó. Đấy thì đây chính là chế độ hiển thị màn hình. Thì cái trong cái cửa sổ composition này thì chúng ta còn chú ý thêm cái gì nữa này. Đấy, ở đây có thằng grid này, thì đây là grid option đấy. Đây là các cái chế độ để bật khung lưới, ví dụ như chúng ta vào thằng tile này. Đấy, thì đây nó hiển thị cái khung để biết được tâm và khung chính phụ để nó chia cái màn hình, thì chúng ta nhìn để chúng ta đặt đối tượng cho nó phù hợp thôi, cho chuẩn thôi. Đấy, chúng ta có thằng grid này là chia ô lưới để chúng ta, ví dụ các bạn muốn lấy một ô vuông, một cái đối tượng hình vuông thì chúng ta có thể lấy hình vuông theo tỷ lệ bao nhiêu ô. Đây grid đây, đấy, nó chia nhỏ hơn nữa. Đấy, còn các bạn không muốn thì các bạn có thể tắt nó đi như này nhỉ. Tắt đi. Đó. Tiếp tục ở đây chúng ta có thấy có một cái thông số thời gian đây. Ví dụ các bạn đưa cái thanh Fusion Target này đưa đến đâu thì cái thời gian nó sẽ nhảy đến đấy. Chúng ta muốn đưa nó chuẩn nhá, muốn đưa nó chuẩn thì các bạn đánh cái thời gian này vào này, đánh cái thời gian này vào đây thì cái thanh Fusion Target nó sẽ tự chạy. Ok chưa? Đấy, ví dụ ở đây tôi đánh cái thanh này là vào giây thứ 10 chẳng hạn. Đấy thì cái thanh Fusion Target nó sẽ chạy đúng cái giây đấy. Tuy nhiên đây nó sẽ còn có 18 tích tắc này. Có 18 tích tắc thì đấy. Thì các bạn nhiều khi chúng ta kéo bằng tay thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ chuẩn được, đúng không? Kéo bằng tay thì nó chỉ đến được cái khoảng nào đấy thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn đưa vào chính xác một cái mốc thời gian nào đấy thì các bạn nên đánh ở cái thông số này, các bạn cứ bấm vào đấy thì nó sẽ ra cái thằng này nha. Thì đấy là thời gian. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có cái phần chế độ hiển thị đây này. Cái này rất là quan trọng. Nếu các bạn chọn auto cũng được, auto khi mà RAM nó hết ấy, cạp nó hết thì tự nó giảm chế độ hiển thị xuống. Còn không thì theo thói quen của tôi làm tôi cứ để chế độ thấp nhất này, từ này. Đấy, thì cái chế độ này nó không quan trọng. Không phải là nó sẽ làm giảm chất lượng cái file chúng ta đi, mà nó chỉ là giảm chất lượng hiển thị thôi. Đấy, thì giúp chúng ta làm gì? Cái file chúng ta nó, khi chúng ta làm này, nó không bị nặng. Chúng ta review ấy, để chúng ta xem cái sản phẩm chúng ta như nào thì nó chạy rất là mượt, nó không bị giật, nó loát rất là nhanh. Đấy, thì nó cực kỳ có lợi. Nhưng sau khi làm xong thì các bạn lại chuyển về full để chúng ta gen đâu nha. Đấy thì các bạn nên chọn về thằng này, trong quá trình làm chúng ta chọn về thằng này để nó hiển thị thấp đi, nó đỡ bị nặng quá nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sang một cái phần nữa, đó là phần region of interest này. Thì đây chính là phần chuyên để cắt cúp. Còn ví dụ các bạn muốn cắt cúp một phần như này thì các bạn có thể cắt cúp được. Đấy. Đấy, chúng ta muốn cắt cúp một góc nào đấy của con này, chúng ta không muốn lấy hết thì chúng ta có thể cắt cúp. Và chúng ta như thế này thì là cắt cúp tạm thời thôi. Chúng ta có thể tắt nó đi như này, bật nó lên này, tắt nó đi, lại bấm vào đúng cái chỗ này. Đấy. Còn nếu mà các bạn muốn cắt vĩnh viễn thì chúng ta cắt được. Đấy, chúng ta vào composition, chúng ta vào thằng crop composition region of interest này, các bạn bấm vào đây thì nó sẽ cắt cúp vĩnh viễn cho các bạn. Đấy. Và tuy nhiên cắt cúp vĩnh viễn rồi thì không có quay lại ở đâu ạ. Thì đấy là tùy theo mục đích của chúng ta thôi ạ. Thì đấy là cái phần cắt cúp con. Ở đây chúng ta có thằng toggle chamfering grid này. Đây là bỏ cái phần nền đi, hiển thị trong suốt.
Đấy, khi các bạn đưa sang một com khác để chúng ta ghép com ấy, thì chúng ta sẽ phải tắt phần nền này. Tất nhiên là After Effects thì những phiên bản mới này nó tự mặc định khi đưa sang một khác thì tự nó sẽ là trong suốt cái phần nền này thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn không muốn có nền thì các bạn có thể tắt đi như này. Như này thì trông nó rối đúng không ạ? Đấy thì hiển thị nền trong suốt nha. Nhiều lúc chúng ta cũng muốn kiểm tra đối tượng chúng ta như thế nào. Vì có những đối tượng màu trắng và nền cũng màu trắng chẳng hạn thì chúng ta rất là khó để phát hiện đâu là hình đâu là nền, thì chúng ta có thể tắt sang này. Đấy. Còn ở đây là các cái cửa sổ nhìn ở trong After Effects thì nó có rất là nhiều góc nhìn giống như chương trình 3D ạ. Đấy thì nó đây là các cái góc nhìn cửa sổ, các cái góc nhìn khác nhau. Thì chúng ta sẽ học cái phần này sau. Đến cái bài 3D tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn về phần này nha. Thì hôm nay tạm thời chưa học đến cái này. Đấy thì trong cái cửa sổ composition này thì chúng ta quan tâm cho tôi đến những cái như vậy. Thứ nhất là phần trăm hiển thị, thứ hai là tạo khung lưới, thứ ba là thời gian, thứ tư chế độ hiển thị, thứ năm crop và thứ sáu là region. Còn những cái phần này thì chúng ta chưa quan tâm. Đây chúng ta có những phần quan tâm như vậy. Thế là các bạn đã xong được cái cửa sổ composition rồi. Đấy. Khi mà các bạn học thì các bạn có thể ghi cho nó kỹ, vở sạch chữ đẹp thì các bạn nên tạm dừng video cái đấy, thì chắc là tôi cũng nhắc là hơi thừa đúng không, nhưng mà thôi không sao. Đấy thì các bạn tạm dừng lại, các bạn ghi, các bạn nên ghi vở sạch chữ đẹp một tí đúng không? Những cái, và các bạn chú ý cho tôi này, khi chúng ta ghi là chúng ta ghi thoáng thôi, chúng ta đừng có ghi cái gì chúng ta cũng ghi vào, bởi vì cái gì các bạn cũng nhớ, các bạn có thể xem lại video. Nên các bạn ghi càng xúc tích càng tốt đúng không? Chứ đừng có ghi kiểu diễn văn nhiều quá là đọc nó sau này đọc nó cực kỳ khó để nhớ. Chúng ta ghi xúc tích thôi, ví dụ như là composition cửa sổ này chẳng hạn, thì các bạn ghi tôi này, gạch đầu dòng này, đấy, window này, sược này, đấy, composition này, hai chấm, cửa sổ hiển thị, thế thôi, ghi đơn giản thế thôi. Đấy, đấy là những cái ghi, và bao giờ cũng cách một dòng giao để ghi những cái tiếp theo, bởi vì học cả một chương trình này chúng ta ghi chắc chỉ cỡ khoảng tầm 15 trang giấy vào khoảng ấy thôi đúng không? Đấy, thì chúng ta có mua một quyển thì chúng ta ghi thoải mái. Nên là các bạn ghi làm sao cho nó khoa học nhé. Đấy. Còn nếu mà khoa học nữa là các bạn chia đôi tờ giấy ra, một bên là ghi lý thuyết, một bên là ghi chú ý, những cái gì diễn giải ấy, thì chúng ta ghi một bên. Đó, bên này lý thuyết, gạch đầu dòng các cái từ ngữ ở trong chương trình, còn bên này là diễn giải hành văn để chúng ta hiểu hơn nó. Đấy thì cái đấy là các bạn tùy theo cái cách ghi thói quen nữa. Đó. Rồi thì chúng ta đã xong được cái cửa sổ composition. Bây giờ tiếp theo chúng ta sang một cái cửa sổ nữa, đó là thằng cửa sổ timeline. Chúng ta sang cửa sổ timeline ở đây thì các bạn vào Windows này. Chúng ta sẽ có một cái thằng timeline ở đây, và tên này cũng chỉ là cái tên mà chúng ta đang chọn cái con đấy, nên cái tên này không quan trọng nha các bạn. Đây timeline đây. Cả một cái khung dài ở phía dưới này chúng ta gọi là cửa sổ timeline. Cửa sổ timeline thì nó sẽ chia làm hai phần. Phần ở bên trái là phần quản lý layer, phần ở bên phải là phần key chuyển động. Đấy, thì chúng ta sẽ có hai phần như thế này. Thì khi mà chúng ta đưa file vào đây, ví dụ ở đây tôi có con 1 đây, đây nối tôi tạo đây, hiển thị đấy ạ. Trên con 1 nó sẽ có một đối tượng đấy ạ, tôi vừa vẽ ra đây. Đấy. Thì đây chính là phần quản lý layer nhé. Thế bây giờ tôi sẽ thử đưa một cái ảnh khác vào nhé. Thì cách đưa ảnh vào com rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ chọn com ở phía dưới này. Đấy, chúng ta chọn com. Và chúng ta kéo này. Đấy, ví dụ chúng ta muốn đưa ảnh này vào. Một là kéo thảo vào đây. Hai kéo thảo vào đây. Đó. Ba là kéo thảo ở trong cái phần tên com này. Đều được cả. Thì kéo ở đâu thì nó hay hơn. Đấy, ví dụ như thế này. Kéo mỗi một cái mục đích kéo nó khác nhau nhé. Ví dụ chúng ta kéo vào màn hình này thì nó để lung tung.
do chúng ta đặt cái vị trí chuột đâu thì cái tâm của nó ở đấy. Đó. Nếu mà các bạn kéo thả phía dưới này thì mặc định nó sẽ ăn vào giữa. Đó, rất là hay đúng không? Đấy thì tùy nhá. Đấy, thông thường nếu mà các bạn muốn nó cân đối thì các bạn nên kéo vào đây hoặc kéo thả vào chỗ này thì nó sẽ cân đối. Đấy, nó cân đối cho các bạn. Ví dụ tôi có một cái hình này. Đấy. Đấy thì ở đây là chúng ta có hai đối tượng, một đối tượng là cái ảnh này, một đối tượng là cái đối tượng shape này là đối tượng hình vẽ này. Đấy thì đấy là phần quản lý layer, muốn đưa lên xuống dưới, xuống dưới lên trên thì đơn giản rồi. Đó. Đó. Đưa lên trên xuống dưới đây. Đấy. Đấy. Thì chúng ta vẫn có thể sử dụng các cái lệnh lên trên xuống dưới giống như thằng Illustrator Photoshop. Thì thông thường học để học After Effects thì chúng ta cái tối thiểu chúng ta phải học một trong hai chương trình Illustrator Photoshop rồi thì chúng ta học nó mới tốt. Còn nếu mà chúng ta học được tất cả rồi thì đương nhiên là rất tốt rồi. Đó. Thì bắt đầu mới học đến cái thằng After Effects. Chứ còn học ngay After Effects là khá là khó đấy, bởi vì có một số những cái lệnh mà chúng ta sử dụng từ thằng Illustrator Photoshop thì nó cùng một hãng Adobe mà. Thì đâm ra nó sử dụng những cái lệnh giống nhau rất là nhiều. Chính vì vậy là có những cái lệnh đơn giản thì gần như tôi cũng sẽ không nói ở đây. Đấy, ví dụ như là đưa lên trên xuống dưới chẳng hạn thì chúng ta có thể sử dụng Ctrl cộng Ctrl vào vuông trái, Ctrl vào vuông phải để đưa lên trên xuống dưới như này, hoặc Ctrl Shift vào vuông trái, Ctrl Shift vào vuông phải để đưa lên trên cùng nhá. Đấy thì các bạn có thể vào phần layer đây, vào rang đây. Đấy. Đấy, Ctrl vào vuông trái, Ctrl vào vuông phải, Ctrl Shift vào vuông trái, Ctrl Shift vào vuông phải để chúng ta sắp xếp, để chúng ta đỡ phải nhấc ở đây. Nhấc ở đây nó khó khăn đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta nhấn cho được phím tab nhé. Ctrl vào vuông trái, Ctrl vào vuông phải. Ctrl Shift vào vuông trái, Ctrl Shift vào vuông phải. Đấy. Tương đương với lên trên cùng này, xuống dưới cùng này, lên 1 này, xuống 1 này. Đấy, thì đấy là cái phần quản lý layer, ok chưa? Và nếu mà chúng ta muốn bê cái cửa sổ này sang trái sang phải này, các bạn cứ bấm từ giữa này thôi, chúng ta bê như này, cuộn này để phóng to thu nhỏ, bê như này hoặc là vào đây để đấy, cho nó vừa này, nhìn nó dễ. Còn nếu mà các bạn muốn view cả cái khung này, view to ra để nhìn thì các bạn bấm cho tôi dấu ngã nhé. Đấy, bấm dấu ngã này, trên bàn phím ấy, góc trái thứ hai ở trên cùng đấy, dưới phím ESC đúng không ạ? Escape đấy. Thì như này nó sẽ phóng to hết cả khu cả cái cửa sổ ra cho chúng ta nhìn cho nó rõ. Đấy thì đây là cái phần quản lý layer. Thì phần quản lý layer nó còn có một phần nữa là phần key chuyển động, thì tí chúng ta sẽ học sau. Đây, phần key chuyển động này thì tí chúng ta sẽ học cái phần này sau. Bây giờ chúng ta sẽ học sang cái phần ở bên này luôn đã. Đó là cái phần quản lý về thời gian. Đấy, quản lý thời gian này thì đây, cái file của chúng ta là cái com này là 30 giây đây. Từ 0 đến 30 giây thì mặc định từ đầu ban đầu nó sẽ trải dài hết như này. Nếu như các bạn muốn cái khoảng này nó rộng ra để chúng ta làm, chúng ta căn ke nó dễ hơn thì các bạn nhấn cho tôi dấu cộng này. Đấy, đây. Đấy, 4 này, 5, 6 giây nó sẽ cái khoảng nó rộng ra. Đó. Chúng ta muốn bê sang trái, bê sang phải thì các bạn đây. Bê sang trái, bê sang phải này. Bấm chuột giữa nhé, bê sang trái, bê sang phải. Cộng hoặc trừ để phóng to thu nhỏ này. Đấy, bê sang trái bằng phải bằng chuột giữa này. Nếu mà các bạn muốn cái thanh target thời gian này, target này, đấy, cái thanh này gọi là thanh Gaussian target nhé. Đấy, Gaussian time này. Đấy. Cái thanh Gaussian time này thì muốn đặt nó ở đâu chúng ta cũng không nhất thiết phải bê này, mà các bạn bấm con trỏ chuột vào cái thanh thời gian này này. Đấy, bấm chuột trái bình thường thôi ạ. Thì nó sẽ di chuyển cái thanh này đến đúng cái vị trí chúng ta muốn nha. Đấy, đây. Đấy, chúng ta bấm này.
thì nó sẽ vào đúng cái vị trí chúng ta muốn. Ok chưa? Rồi, thì đấy là cái thank you dần target. Thì bây giờ chúng ta muốn key thì chúng ta sẽ di chuyển cái thanh này đấy, để chúng ta key. Nhưng mà cái phần key thì tôi sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm một phần nữa thì bắt đầu chúng ta mới sang cái phần key nha. Đấy, thì cái bảng timeline nó sẽ có những phần đấy. Thì đây nó sẽ có một com, nếu mà các bạn có nhiều com nhé, đến com 2 chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ xếp hàng đây. Chúng ta có thể tắt nó đi, có thể tắt nó đi như này. Đấy, chúng ta kích đúp vào nó thì nó lại mở ra như này. Đó. Đấy, tắt thì tắt bật thì chúng ta có thể sử dụng phím tắt, nó là Ctrl W là đóng con. Ừ. Mở ra thì các bạn lại kích đúp vào thì chúng ta mở ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lên phía trên này, chúng ta sẽ có một cái thanh gọi là thanh công cụ. Chúng ta sẽ học sơ qua về thanh công cụ này trước, sau đó thì tôi sẽ quay lại dạy các bạn cái phần key nha. Thì cái phần thanh công cụ này các bạn có thể vào Windows để mở cái thanh công cụ ra. Thì phần thanh công cụ thì các bạn vào phần Windows và các bạn vào đây, vào phần Tool, phím tắt là Ctrl với số 1. Thì đây chính là tắt bật cái thanh công cụ nhé. Đấy, mất rồi này. Đã, Tool và Ctrl 1 này. Đấy, nó hiển thị ra. Thì ở trong cái thanh này thì chúng ta sẽ có những cái phần gì? Thứ nhất là chúng ta có phần home này. Phần home này thì phiên bản 2020 này nó mới có. Đó. Thì các bạn mà càng cài những phiên bản thấp hơn thì chúng ta không có đâu. Home này là ra cái cửa sổ mặc định ban đầu để chúng ta tạo file đấy, chúng ta mở file, tạo file thì chúng ta có cửa sổ này, cửa sổ quản lý chung ban đầu nhé. Đấy. Chúng ta có cái công cụ là công cụ chuyên để chọn đối tượng này. Đấy. Selection tool phím tắt là V. Các bạn nhớ phím tắt là V giống Inode và Photoshop đúng không ạ? Đấy, thì các bạn có thể chọn như này đấy, để B nó đi này, đấy, B để chọn như này thì phải dùng công cụ này nhé. Và chúng ta có công cụ Hand tool là để di chuyển màn hình ạ. Di chuyển màn hình thì chúng ta không nhất thiết phải vào Hand tool này, chúng ta cứ bấm chuột giữa này. Đấy, các bạn nhìn công cụ Hand tool này, nhìn công cụ Hand tool này nhá, bấm chuột giữa này. Đấy thì tự động nó sẽ nhảy vào Hand tool, nhả chuột giữa ra thì nó lại nhảy về công cụ này. Thì chúng ta cũng không nhất thiết phải vào đây thì nó sẽ không bị nhả này, có nhả chuột ra này nó cũng không bị nhả. Đấy. Đấy thì bấm chuột giữa thôi, không nhất phải Hand nhé. Công cụ Room này cũng thế. Đấy, Room này nếu mà các bạn muốn zoom một khu vực, đấy, Room một khu vực như này thì đây nó hết cỡ rồi thì chúng ta mới cần vào đây, còn bình thường thì các bạn có thể cuộn con chảo chuột. Tất nhiên cuộn như này thì nó không được chuẩn lắm đâu, nó không không vào được đúng cái vị trí. Ví dụ các bạn muốn cái khung này to đúng cái khoảng để các bạn nhìn thì này nó bị hay quá này này, thì chúng ta rất là khó để có thể zoom được tí một bằng công cụ cuộn, mà cái thằng này thì nó sẽ zoom chuẩn hơn nhé. Cái thằng zoom bằng này chuẩn hơn, nhưng mà nói chung về cơ bản là đây chỉ là zoom hiển thị thôi, chính vì vậy là chúng ta cuộn nó sẽ nhanh hơn. Và đây là công cụ xoay rotate, xoay đối tượng, xoay này để đa phần để design. Đấy, design này, còn xoay key chuyển động nó sẽ có thông số nên chúng ta ít khi xoay bằng thằng thủ công này, nên chúng ta sẽ xoay chủ yếu là xoay để design cái tạo hình ạ. Thì các bạn mới vào công cụ xoay này thôi. Ở đây chúng ta có công cụ camera thì chúng ta sẽ học sau ở cái bài camera nhé. Thì tôi sẽ nói công cụ này sau, tạm thời các bạn bỏ qua công cụ này. Đấy, chúng ta sang cái công cụ Android Point này, phím tắt là Y dài này. Thì đây là công cụ di chuyển tâm của đối tượng. Đấy. Các đối tượng bao giờ nó có cái tâm này. Cái tâm này để làm gì? Để chúng ta, đấy, ví dụ vào công cụ xoay đây. Đấy, tâm đặt ở đâu thì xoay quanh đúng ở đấy nhé. Đấy, cái tâm này rất quan trọng. Khi mà các bạn vẽ ra một cái đối tượng mới này, vẽ ra một cái đối tượng mới, đấy, tâm của nó không nằm ở giữa đối tượng mà tâm của nó nằm ở giữa trang giấy. After Effects là như thế nhé. Chính vì vậy là chúng ta rất là quan tâm đến cái thằng tâm này. Thế bây giờ chúng ta làm nào để chúng ta đưa cái tâm này vào đây? Đương nhiên phải vào công cụ này rồi, B nó vào. Nhưng B như này thì có đảm bảo là nó sẽ vào được giữa cái đối tượng hay không? Nó cũng rất là khó, bởi vì cái bát dính của After Effects nó không tốt như Inlook và Photoshop. Chính vì vậy là
À, chúng ta sẽ có một thao tác đó là các bạn giữ cho tôi phím Ctrl nhé, bấm vào cái công cụ Android Boy này và chúng ta chọn đối tượng nào thì tâm của nó sẽ nhảy vào giữa đối tượng đấy nhé. Đây. Đấy, giữ Ctrl bấm vào cái công cụ này thì tâm nó tự động nhảy vào giữa. Đương nhiên bây giờ chúng ta mới xoay được tròn như thế này. Đấy, chúng ta mới xoay được tròn như này nhé. Với những cái hình tròn mà tâm không ở giữa thì xoay nó lắc thì buồn cười lắm đúng không ạ? À, chính vì vậy là công cụ chuyển tâm này rất quan trọng. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ sang ở đây, chúng ta sẽ có cái hộp cơ bản. Các bạn cứ bấm giữ chuột nhé. Bấm giữ chuột thì nó sẽ sổ ra như này. Bấm giữ chuột này. Đấy, bấm giữ chuột nó sẽ sổ ra. Thì đây chúng ta sẽ có 5 cái công cụ vẽ hình cơ bản. Rectangle này, hình vuông, hình chữ nhật đúng không ạ? Rounder là hình vuông, chữ nhật tròn đầu. Ellipse hình tròn. Polygon là hình đa giác. Và star là hình ngôi sao. Đấy, thì khi mà chúng ta vẽ những cái hình này nhé, thì ở đây các bạn sẽ có một cái chú ý. Đây, ví dụ tôi xóa hết các đối tượng cũ đi cho nó dễ, các bạn dễ hình dung này. Đấy, khi tôi chọn cái công cụ này, tôi vẽ ra một đối tượng này, vẽ ra một đối tượng thì nó sẽ ra một cái layer gọi là layer shape, và trong này sẽ có hình như rectangle nhỉ. Trong này sẽ có hình như rectangle. Cứ một đối tượng vẽ ra thì tự nó sẽ ra một layer shape. Nếu như các bạn chọn layer shape này, các bạn vẽ tiếp một đối tượng nữa thì hình này nó lại nhảy vào trong đúng cái layer shape này, nó giống như một cái group vậy. Còn nếu mà các bạn mà không muốn nó nhảy vào đúng hình shape này mà muốn nó rời ra thì chúng ta nên kích vào phần trống này. Đấy, các bạn vẽ ra một đối tượng tiếp theo thì nó lại ra một layer shape thứ hai. Đấy. Đấy, nó ở đây nó có một cái là chú ý là gì? Chọn và không chọn. Không chọn thì sao? Thì vẽ rời nhau, còn chọn thì vẽ chung vào một cái. Vẽ chung thì nó có một cái hạn chế. Đấy, khi mà các bạn di chuyển này. Đấy, khi các bạn di chuyển các thứ này thì nó sẽ di chuyển cùng nhau, bởi vì nó như một cái group vậy. Thế đâm ra là có những lúc mà chúng ta muốn di chuyển rời, tất nhiên vẫn di chuyển rời được bằng cách là vào thông số để di chuyển. Thì những cái đấy thì nó hơi khó đúng không? Như thế thì nhiều lúc là hơi bị bất tiện. Chính vì vậy, vẽ chung hay là vẽ rời thì đấy là do chúng ta nhỉ. Kích ra ngoài là rời, kích vào là vẽ chung. Đấy. Và có một cái nữa, khi các bạn vẽ cái thằng shape này, ở đây có một cái layer ảnh này, có một cái layer ảnh. Ảnh hay video đều như nhau nhé. Sao After Effects nó hiểu là như nhau thôi. Nên là nếu các bạn chọn layer ảnh này, các bạn chọn công cụ này, các bạn vẽ này, à, thì nó sẽ ra thành mask và nó sẽ cắt cái ảnh đấy bằng cái mask này. Trong mask thì thấy đối tượng, ngoài thì trong suốt. À, thì nó hiển thị đây là mask đây. Nếu các bạn bị như này và các bạn không muốn vẽ như này thì chúng ta xóa nó đi nhé. Nhấn delete là nó sẽ xóa đi thôi. Thế thì tất nhiên đến bài mask thì chúng ta sẽ hiểu mask là gì. Hôm nay tạm thời tôi sẽ nói cho các bạn, đó là chọn đối tượng thì vẽ ra mask, không chọn đối tượng thì vẽ ra shape. Nếu mà vẽ ra shape thì có thể sửa được màu, sửa được nét viền. Thì đây màu đây có phần fill này. Fill này nó sẽ có hai phần quản lý nhé. Một là kích vào chữ fill thì nó sẽ ra các chế độ đổ màu nhé. Không màu này, màu phẳng này, màu chuyển theo đường thẳng và màu chuyển theo tâm. Còn nếu mà các bạn ấn vào ô màu này thì nó sẽ ra ô để các bạn chọn màu. Đấy, ô để chọn màu như này. Ok chưa? Đấy thì cái phần phim nó sẽ có hai phần quản lý, một là bấm vào chữ, hai là bấm vào ô màu. Tương tự trong thế, bấm vào phần chữ này thì nó cũng ra các chế độ đổ màu. Đấy, bấm vào phần nét thì ra màu. Ở đây nó sẽ còn có độ dày này. Các bạn túm vào kéo sang trái sang phải thì nó sẽ tăng giảm độ dày như này nhé. Và độ dày nó cũng tính bằng pixel. Đấy thì các bạn cứ chọn đối tượng thì nó sẽ hiển thị cái bảng này để chúng ta ấy thôi. Chúng ta cứ về cái công cụ chọn đối tượng này nhé. Ngoài ra thông số này, nếu các bạn không thấy thông số hiển thị ở trên này, tất nhiên là cái trường hợp đấy rất là hiếm. Đó. Đấy, chúng ta không có thông số này thì các bạn có thể sổ cái thằng này ra này. Đấy, sổ cái thằng rectangle này ra này. Đấy, sổ đây stroke fill đây. Đấy, thấy không? Stroke này, nét màu đỏ này.
Opacity đang 100% này. Width là độ dày đang 20 đây, 20 đây. Được chưa? Đấy, tương tự như thế chúng ta có fill cũng thế. Màu gì, thông số nào thì nó có hết. Thì các bạn có thể sửa trên này, có thể sửa bên trong nhé. Đấy thì khi mà vẽ hình thì chú ý cho tôi, một là ra mát, hai là vẽ ra shape nhé. Đấy, chọn layer này thì ra mát, không chọn thì ra shape. Rồi, ở đây có mấy công cụ thì đều vẽ như thế thôi nhé. Ok. Rồi tiếp theo này, chúng ta sang công cụ pen. Công cụ pen là công cụ đồ hình. Ví dụ các bạn muốn đồ để lấy cái lon Coca này. Đó, thì chúng ta chọn đối tượng và cũng tương tự như thế, chọn thì ra mát, mát là để cắt đối tượng. Còn không chọn thì ra shape. Đây, chúng ta không chọn nhé, không chọn thì chúng ta cũng lại vẽ ra một cái hình đấy, tự do như này. Còn nếu mà chúng ta chọn này, chúng ta chọn này. Đấy, thì chúng ta sẽ cắt mát như này. Đấy, công cụ pen này thì nó sử dụng dễ nhất trong tất cả các công cụ rồi. Ở đây không phải dễ so với các công cụ khác ở trong After Effects, mà là dễ so với công cụ pen ở các chương trình khác, ví dụ Inuk Photoshop. Pen ở trong After Effects là dùng dễ nhất. Đó, không phải giữ cái gì cả, hiệu chỉnh thoải mái. Trong After Effects, à trong Photoshop và Inuk thì còn phải giữ phím nọ phím kia, nhưng ở đây thì cứ thế mà ấy thôi nha. Đấy. Đó, đấy thế nó sẽ ra mát này, các bạn sổ ra các bạn sẽ thấy cái mát. Đấy, mát đây. Xóa mát đi thì nó lại trở về ban đầu nha. Thoát công cụ đã rồi xóa mát. Đấy. Đấy. Trở về ban đầu. Thì đấy công cụ pen. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ sang một công cụ nữa, đó là công cụ gõ tách đây. Đấy, các bạn gõ tách như thế này chẳng hạn. Khi các bạn gõ tách ở trong After Effects nhé, thì cẩn thận đừng bật công cụ Caps Lock lên nha. Đây, đấy. Các bạn bật Caps Lock này, nó sẽ báo đỏ đây và sẽ không làm được cái gì nữa cả. Đây, các bạn phải tắt Caps Lock đi nhé. Đấy, thì trong After Effects chú ý như thế, bật Caps Lock lên để viết hoa chẳng hạn, thì bật xong gõ xong phải tắt đi ngay, đừng có để mãi thế là nó sẽ báo lỗi ngay nha. Nên là After Effects nó không cho bật Caps Lock đâu. Và chú ý Caps Lock là cái chức năng bật hoa đấy. Đấy, khi các bạn gõ xong rồi các bạn muốn phóng to thu nhỏ thì đây, ở đây nó cái bảng Shader và bảng quản lý về text đấy. Đấy, các bạn muốn phóng to thu nhỏ thì các bạn kéo ở đây. Đây là giãn dòng, nếu trong trường hợp nó có dòng đúng không? Đây là giãn các con chữ trong bảng bôi đen, đây là giãn các con chữ nhỏ nếu các bạn đặt cái con trỏ chuột vào đây này. Đấy, thì nó sẽ có giãn các con chữ nhỏ. Đấy. Đấy, ví dụ chúng ta muốn chữ nó giãn ra thì đây, cái này thì ở trong Photoshop Inuk các bạn nhìn quá quen rồi đúng không ạ? Giống hệt nhỉ. Thì đấy, còn đây là chữ béo, chữ nghiêng, chữ hoa toàn bộ này. Đấy. Chữ nhỏ phía trên, chữ nhỏ phía dưới. Đấy, thì chúng ta có bảng character đây, còn nếu mà có nhiều dòng thì có thêm bảng paragraph nhé. Thì đấy là công cụ text ạ. Đấy, còn các công cụ phía sau này chúng ta sẽ học sau ạ. Đấy, thì hôm nay tạm thời sẽ học những công cụ ở đây thôi. Công cụ từ đây hát lại. Đấy, chúng ta đã xong được cái phần thanh công cụ. Bây giờ các bạn sẽ sang một cái phần cuối cùng của bài hôm nay, đó là phần key chuyển động. Đấy, key chuyển động. Thì để key chuyển động thì chúng ta sẽ key như thế nào? Đấy. Đấy. Ví dụ chúng ta có một cái ảnh như thế này. Đây, các bạn muốn nó chuyển động thì chúng ta sổ cho tôi cái thằng transform này. Transform là hiệu chỉnh nhá. Thì các bạn sổ transform ra. Thì chúng ta sẽ có 5 chế độ chuyển động ở đây. Thứ nhất là thằng Android Point này. Android Point là gì? Point là tâm đấy ạ. Android này là chuyển động. Thì các bạn có thể làm chuyển động đối tượng nhưng tâm đứng im. Đấy, có rất nhiều lúc chúng ta cần làm như vậy. À.
Còn thằng position là chuyển động, thằng scale phóng to thu nhỏ, rotate là xoay và opacity là độ trong suốt. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng cái một nhé. Thứ nhất thằng anchor point, phím tắt của nó là chữ A, chữ cái đầu tiên này, này. A. Thì tôi sẽ key thử cho các bạn xem này. Chúng ta kéo cái con trỏ chuột này về mốc 0 đi chẳng hạn. Ví dụ tôi muốn ở mốc 0 thì cái hình này nó đang ở đây. Đấy, nó ở đây. Thì chúng ta sẽ bấm cho tôi vào cái hình đồng hồ này. Thì chúng ta sẽ chốt được cái điểm màu xanh ở đây ạ. Đấy ạ. Đấy, chốt được cái điểm màu xanh. Cái điểm này gọi là điểm key đấy ạ. Cái điểm này nó đang nhớ cái vị trí của hình này ở đây. Thì chúng ta sẽ đưa cái thanh ca Cusion Target ví dụ sang đến 2 giây chẳng hạn. Đấy. Bây giờ chúng ta có thể kéo thông số ở đây. Thì thông số ở đây nó sẽ có X và Y này. X, Y này. Trên này, dưới này X, Y. Đấy, cái nào cũng X, Y hết cả nhá. Thì chúng ta có thể kéo thông số ở đây hoặc chúng ta bê trực tiếp ở trên này cũng được. Đấy, chúng ta bê ở đây này. Đấy, bê ở đây đi cũng được nhá. Đấy là tùy chúng ta thôi. Nhưng mà cái thằng anchor point này thì chúng ta phải kéo thông số thôi. Position nó mới bê được. Đây. Đấy. Đấy, ví dụ tôi đánh ở đây chẳng hạn 100 chẳng hạn. Đấy, thì nó di chuyển này. Còn nếu mà các bạn đánh âm 1000 chẳng hạn. Đấy, nó di chuyển sang một tí. Đấy. Các bạn thấy có thấy tâm đứng im không ạ? Đấy, tâm đứng im nhá. Đấy thì thằng Android Point này là như vậy. Rồi, chúng ta có thể không muốn dùng nữa đi thì xóa đi nha. Xóa đi. Chúng ta sang là position này. Position phím tắt của nó là P, là key chuyển động. Thằng này thì cả tâm cả đối tượng nó sẽ chuyển động cùng nhau. Tôi cho tâm nó về vị trí giữa này nhá. Đấy. Thì key nó cũng vậy thôi. Để con trỏ chuột vào mức 0 này chẳng hạn. Chúng ta để đâu cũng được. Ví dụ chúng ta để mức 1 này cũng được nhé. Đấy, chúng ta bấm vào cái đồng hồ đây này. Thì nó sẽ tạo ra điểm key. Và điểm key này nó tương ứng với vị trí đang đứng của nó đây. Tiếp tục chúng ta đưa cái thanh này lên một khoảng này. Và chúng ta chỉ cần bê đối tượng đi thôi nhé. Bê đối tượng đi này. Đấy. Các bạn có thể giữ shift để nó đi theo đường thẳng. Đấy. Thì cái điểm key này nó tương đương với vị trí thứ hai này. Bây giờ chúng ta đấy. Đưa con trỏ chuột thanh Cusion Target này thì đối tượng chúng ta sẽ chạy. Các bạn muốn preview xem thử thì các bạn nhấn cho tôi phím cách nhé. Đấy, nó sẽ chạy như này. Ok chưa? Muốn dừng lại thì nhấn thêm một lần cách nữa thì nó sẽ dừng lại. Nhấn cách này. Nhấn cách này. Muốn đưa về đầu nhấn phím home trên bàn phím nhé. Trên bàn phím sẽ có phím home nữa. Thì đưa về đầu. End là về cuối. Home là về đầu. Đấy. Cách là preview xem thử này. Ok chưa? Cách dừng này. Đó. Thì đấy là chức năng position. Đó. Tôi key một thông số khác. Ví dụ key scale nhé. Phóng to thu nhỏ nhé. Các bạn ở cái điểm đầu này chúng ta muốn nó to như này 100% thì chúng ta chỉ cần bấm vào đồng hồ thôi, chúng ta không cần thay đổi thông số. Còn muốn các bạn muốn thay đổi thông số thì nó sẽ thay đổi. Các bạn đến giữa này chúng ta muốn nó nhỏ đi, xong đến cuối này nó vẫn là 100%, nhưng mà chúng ta sẽ key điểm cuối trước để tí nữa đỡ phải đánh lại thông số. Chúng ta đưa điểm cuối này và chúng ta muốn key đúng bằng thông số của thằng này thì chúng ta làm như thế nào? Một là chúng ta vào đây chúng ta Ctrl C. Đấy, chúng ta nhấn Ctrl V và chúng ta sẽ copy được đúng điểm này nhé. Đấy, đưa cái thanh này đến vị trí chúng ta muốn đặt này. Chọn cái điểm muốn copy này, nhấn Ctrl C và nhấn Ctrl V. Hai cách thứ hai là các bạn bấm ở phía ngoài này. Đấy, nó có nút Add này. Or Remover này. Chúng ta nhấn vào đây. Đó. Thì nó sẽ sinh ra một điểm key và thông số sẽ bằng cái điểm phía trước của nó nhé. Nghĩa là nó lấy giống hệ thông số. Đấy, thì chúng ta có hai cách, một Ctrl C, một Ctrl V, hay là bấm vào cái nút đây gọi là key không thay đổi thông số. Thế rồi bây giờ đưa con trỏ chuột vào đây. Chúng ta muốn đoạn giữa này nó bé đi chẳng hạn thì chúng ta kéo cái thông số này. Bao giờ mặc định nó cũng có cái khóa là hai chiều nó link với nhau đấy. Đấy, đây. Bé như này thôi chẳng hạn.
Rồi. Ok ạ, chúng ta chạy thử nhé. Được chưa? Đấy. Nghĩa là vừa di chuyển này, vừa phóng to thu nhỏ. Ok chưa? Bây giờ muốn di chuyển nó lại không phải đi theo đường thẳng thì chúng ta kích vào cái điểm đèn nó có một cái thanh đây này. Kích vào chúng ta có thể kéo các cái này cho nó cong đi được như này. Thì bây giờ nó sẽ không phải di chuyển theo đường thẳng nữa mà nó di chuyển cái đường hơi hơi cong lên cong xuống này một tí này. Ok chưa? Đấy. Rồi. Thì đấy là chúng ta xong được cái phần scale rotate thì tương tự như thế. À, scale phím tắt của nó là SC nhé. Đấy. Android là phím A, position là phím P, scale là SC và rotate xoay là phím R. Mỗi opacity nó khác là phím T nhé, là phím T của chữ T cuối cùng này. Opacity là phím T, còn bốn hàng đầu này là phím tắt cùng với phím tắt của nó. Cái phím tắt này để làm gì? Đôi khi chúng ta đóng tất cả vào, bây giờ chúng ta muốn gọi chức năng gì, chúng ta ví dụ gọi position nhấn P chẳng hạn. Đấy thì nó sổ ra position, nhấn S sổ ra scale, được chưa? Nhấn T sổ ra opacity. Đấy thì chúng ta không phải sổ tất cả các con số ra để chúng ta làm. Đây là lúc đầu thì chúng ta cứ sổ hết này, các bạn nhìn cho nó dễ, còn sau này các bạn gọi cái gì các bạn gọi riêng cái đấy thôi, nó đỡ phải bị dài. Hoặc đây có một layer chứ còn có 5, 7, 10 layer, cái gì cũng sổ ra thì không không làm việc được, nó bị chật hết màn hình. Rồi, ví dụ bây giờ chúng ta opacity đấy, độ trong suốt đây, ví dụ đầu tiên các bạn muốn nó trong rõ này đến giữa này, các bạn lại muốn nó mờ đi, còn khoảng tầm ở đây tôi cho đoạn cuối lại rõ đấy, đoạn cuối này bằng thông số thì chúng ta key không thay đổi thông số này, xong tôi cho vào đây tôi muốn đây sorry, đây là rotate, đây là xoay. Rồi đoạn giữa này tôi sẽ xoay 180 độ nhỉ ạ. Đấy thì tự nó sinh ra một cái điểm key đây, đây này. Đấy không? Đấy, ok chưa? Đấy. Đó, đây, thử nhé. Đấy. Thì chúng ta key thế. Đấy thì rotate là xoay nhé. Điểm đầu là như ban đầu, điểm cuối như ban đầu, điểm giữa xoay thì nó sẽ như vậy. Đấy. Thì đấy là key xoay. Tương tự opacity cũng thế thôi. Đấy, tôi cũng là điểm đầu này, điểm cuối này, key không thông số này và điểm giữa này. Ví dụ điểm giữa tôi thì cho nó còn khoảng 20% thôi ạ. Nó sẽ khá là mờ, nó đầu rõ này. Chạy vào xoay vào mờ đi này, nó rõ ra này. Đấy. Ok. Đấy thì phần lý thuyết vào hôm nay chúng ta dừng ở đây. Đấy, chúng ta sẽ có một cái bài tập thực hành. Bài tập thực hành thì chúng ta sẽ thực hành các cái chức năng chuyển động này nhé. Thì phần bài tập thực hành tôi sẽ làm một clip khác và chúng ta sẽ xem clip đấy và chúng ta làm bài. Được chưa? Đấy thì bài hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn thực hành cho tôi cái sau cái này các bạn sẽ xem bài thực hành và làm cho tôi cái bài thực hành nhé. Để đầu tiên các bạn cứ thực hành cho tôi cái phần lý thuyết mà chúng ta đã học của bài hôm nay đã. Các bạn cứ thực hành nhuần nhuyễn, các bạn xem đi xem lại, thực hành nhuần nhuyễn những cái gì tôi dạy rồi của bài này. Sau đó thì chúng ta mới thực hành phần thực hành của bài tập nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.